Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì mẹ con đi vô Rock để lựa kiếm mua áo khoác cho anh hai, tại vì anh hai năm nay cũng khá là lớn rồi, mặc đồ chật hết rồi, sắp vô mùa đông rồi, cho nên em sẽ đi lựa một ít coi có cái áo nào vừa hay không, với sẵn tiện mua đồ luôn, lâu lắm mà không có đi shopping mua đồ cho bản thân. Trời ơi, từ lúc đẻ em thì tới giờ là kiểu là cũng hạn chế, không có dám mua vì sợ tốn kém tốn tiền nha cả nhà. Đó, ngày hôm nay lạng lạng coi thử có mua gì không. Hình như hồi tháng trước có, tháng trước em có lạng lạng vô trong rốt mua. Trời ơi, có đôi giày dễ thương quá nè cả nhà. Cái đôi này dễ cưng nha, cái đế nè. Đó, cái mấy mẫu này hiện tại giờ đang thịnh nè cả nhà. Để em thử coi. Cái size này là size 5.5. Em là chân em là size 5.5 á. Nè. Để thử coi. Hơi chật cái quai nha, dễ thương ha, nhưng mà chắc cái chân mẫu này em phải mang số 6 mà đẹp, 5.5 thì hơi nhỏ, cái quai hơi chật nè. Cô này nhỏ là đang ngồi dòm nè. Ê, em bé ơi, cái gì đó em bé ơi, có những đôi đẹp quá mà không có mang được tại vì nó hơi cao. Wow, đôi dễ thương quá vậy. Wow, đôi dễ thương nha. 6.5 là cũng vừa cái chân của em á. Trời ơi, màu mè dễ sợ. Đúng gu của em á, đúng gu của em á. Thôi đi ra. Không có mua giày đâu. Để coi, lạng qua cái bên cái quầy áo khoác em bé. Boy đâu ta? Kiss nè, bên đây nè, giày em bé nè. Quay ra quay mỹ phẩm nước hoa đó. Thì nếu như không có tiền, không có đồ tiền mua đồ xịn thì có thể vào đây mua những cái đồ cũng thường thôi nè. Cái này là dầu gội khô. Kiểu cái đầu mà nó bị có dầu á thì xịt này lên. Nó ráo liền nè cả nhà. Nhưng mà có điều cảm giác nó hơi rít là sao á. Không quen lắm. Dạ. Ơi, em cào cái giờ tóc em nó búng ra trời. Chào bé. Thơm. Cái này là hôm bữa em đi làm răng, cái xong cái miệng của em nó kiểu nó tê tê á, cái cảm giác ngứa, cái em cứ vào lát hồi chày luôn. Thôi mẹ không ẩm được nô. Nô, nô, nô. Mẹ không ẩm được nô. Nô. Em bé ơi. Để em kiếm đồ chơi cho em bé chơi nha. Mấy cái hộp. Đồ cột tóc nè. Bốn cái mấy đồng đây, 4 cái 7 đồng. Đồ cột tóc, con này cột tóc với kẹp 7 đồng luôn. Kiếm chuyện nha. No. Lấy đi. Thấy chưa, thấy con lựa đồ cho cô chú đó. Đó, con lựa đồ đó. Coi em bé lựa đồ nè cô chú. Nè. Em bé muốn lựa cái nào? Hử? Nãy giờ hả, ngồi trên xe không chịu khóc la. Đó, đòi cười. Nó khóc la, nó đòi nhiêu đây đó. Đó, nó đòi nhiêu đó. Rồi nè, xuống lựa đi. Đó, rồi xuống lựa đi. Đó, đâu lựa đồ cho mẹ coi coi. Đâu? Đồ nào đâu? Ba. Ừ, đồ nào đâu? Lựa làm sao? Lựa đi. Ấy, bé làm sao? Bé lựa làm sao? Một hai bé đòi lựa đồ đó, xuống để lựa đó. Sóc nó sành đó, nó làm ghê lắm. Mấy áo dễ thương nha. Có hoa băng mà. Để coi ngày hôm nay là tháng 9 rồi, bắt đầu nó chuyển qua tháng 10 bắt đầu lạnh rồi đó.
chuyển qua tháng 10 là bắt đầu lạnh này, là mặc đồ là dài ấm. Cái gì kêu vậy? Em bé đi lựa đồ đó cô chú, đi quậy. Đây nè, giày nè, này giày em bé nè, 23 đồng trời. Bây giờ nhỏ xíu mà 23 đồng cô chú. Giày này để cho tập đi á nè, vừa với cô nương nè. Đâu, để mang thử cho cô nương coi. Đâu, lên mày coi coi. Đây, kia chân coi, chân này mang vô, mang vô coi nó vừa không. Ok, Nike đàng hoàng á, 23 đồng á nè, cho con nè. Còn đôi này mang vô coi vừa không. Ok chưa? Ủa sao rút ra vậy? Sao mang vô right here. Nó chịu hả? Nô hả? Nô đó vừa nè cô chú. Trời ơi đẹp gái quá trời luôn, vừa y cái chân nè đó, đẹp gái quá trời luôn. Ôi ôi chịu đời nổi không trời ơi. Rồi đứng dậy đi cho mẹ coi cày đó, đứng dậy đi cày, đứng dậy phá cày. Bây giờ 20 mấy đồng. Đứng cho bật lên đó, thấy không, thấy vừa chân chưa, quá chị dễ thương. Bởi vì ta tốn tiền đẻ đứa con ra là tốn tiền banh xác. Ê có đôi này cưng quá nè cô chú, để coi rẻ không, mua để dành cho mốt cho em Emily nó mang. Sao này không thấy giá ta, nó dán ở đâu vậy? Đây 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 đây, thấy à, đây nè. Ồ có 7 đồng mà, cái đôi này có 7 đồng mà, 7 đồng này ok nè, mua để dành cho chị mang được á. Tới khi mà mình cần mình mua thì nó lại mắc nha. Đây, để mua đôi này đi, đeo đây, lát ra tính tiền. Mấy cái dép này thì đi vòng vòng đồ êm chân á, chứ vậy tới khi mà cần kiếm mua không có. Còn giày thì đầy, giày ở Mỹ này thì đầy đó. Trời ơi đẹp gái chưa, trời ơi mang đôi giày đẹp gái quá trời luôn, trời ơi sắp đi được rồi, sắp đi được rồi đó. đứng lên, đứng lên, đứng lên, đi coi. Sắp đi được rồi, cho nên nó hả mua giày mua dép mang được rồi. Rồi nó xả xuống, ó nó xả xuống bắt đầu nó đứng ngồi trên chiếc giày. Thôi wow, thôi đi chị ơi, chị lụm đồ của người ta chị bỏ xuống hết trơn vậy đó, không có mượn. Thôi không có mượn quá trời à, chị ơi là chị giỏi quá à. Không có mượn đâu nha. Ok nó mang một chiếc bên kia đó. Rồi đi qua quầy khác nữa, cô ấy lên cô ấy không chịu, cái giờ ẩm qua đây quăng ở đây cái cô ấy chịu, cô ấy phá nè, lụm đồ dục lia chia nè. Đó, bữa nay gì đó, hey hey đó. Đó đó nổ đi lựa giày đó. Cái giày này thì size bự hơn, không có cái mẫu nào nhỏ nhỏ. Disney nè, cưng ha. Này số 6, số 6 bự quá. Này số 8. Số 8 là to lắm rồi. Em bé cột tóc lên này cô chú, nóng quá trời nóng. Cười nóng, còn nóng quá trời nóng cô chú ơi. Tóc con nóng quá nó xù hết trơn. Ca ca hả, mama cột cho con này cô chú ơi, được 5 chùm. Từ từ bắt đầu giảm xuống còn 2 chùm ha con ha. Hôm bữa trước là 8 chùm hả, hôm bữa trước là 8 chùm, 8 chùm 7 chùm, bữa nay còn 5 chùm, vài bữa là còn 2 chùm. Từ từ là con còn 1 chùm ha con ha. Ca ca hả,
Nè, nghe mày hỏi nè, anh hai đâu? Anh hai đâu? Que, anh hai đâu? Anh hai? Chả mày có muỗng đi. Chả, chả có muỗng. Nè, cầm bằng chải đi đánh răng đi. Để đánh răng cho sạch đi. Nô, không có chơi cái muỗng. Té đâm vô bản họng. Nè, 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 cô bé nè, cô bé nè. Nè, 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 nè. Nè 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 nè. Nè 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 của con nè. Nè 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 nè. Ôi giận rồi, giận rồi. Đợi cái muỗng. Quá trời dữ nè, cái muỗng nè. Nè, chả muỗng nè. Chả. Ô ô hung dữ. Quá trời hung dữ. Không có bỏ miệng nghe không? Nghe chưa? Bỏ miệng á hả? Không có được đó. No good nghe không? No good nghe chưa? Không có bỏ miệng nghe không? Không có bỏ miệng. Ờ đúng rồi, chơi thôi không bỏ miệng. Cột lên cho nó mát nè, chứ nóng nực quá trời mà. Ôi trời ơi, ăn lụm gì ăn đi. Lụm gì ăn đi. Giấu cái muỗng. Quên rồi, nè em cho cái muỗng này. Bận ăn là quên hết trời đất. Ý, ngon vậy chắc. Con ăn gì ngon vậy chắc. Rồi coi hoạt hình đi. Chơi với anh hai nó. Mà nó giận với anh hai nó muốn cầm hai cây, hai tay hai cây. Anh hai nó chia cho nó ăn cây mà nó không chịu cô chú. Ở đầu nó la làng nó é là qué qué giận. Chị ấy mới ngủ dậy. Đó trời ừ đó. Ba bốn cây đó ha, hồn cầm. Trời trời quái. Té, đem lên thùng rồi ba. Chụp em lại anh hai. Em té anh hai. Để đầu á. Dẹp cái thùng đi, cái thùng nó thùng gì vậy? Ấy con nói cái thùng gì? Nghịch quá đó. Nó là con hiểu gì đâu. Cái mà giống như con trai vậy á. Mặt nó đơn à. Ừ. Thằng anh nó ngoan nhiều, nó quậy bấy nhiêu à. Giống cái mẹ nó đó. Ê. Bất lửa phượng á. À, không. Ba nó có quậy đâu. Ba nó không quậy đâu mà nguyên cả làng ai cũng sợ á. Không hề quậy mấy nào đó. Ừ. Ừ. Thấy quậy đâu thế hả? Ừ. Ừ thì á. Ba lớn mà cầm lên ta. Ba có em rồi. Đâu đứng lên nè, đứng lên nè bé. Bé đứng lên nè mẹ coi ơi. Đứng lên. Đứng lên, đứng lên. À. Nó còn nó mình đó. Nó chơi mình đó. Luôn nè. Nè, tôi cho mình thấy cái bà con này cắt rồi. Cắt rồi. Quấn quấn xuống ngọn. Ủa, cắt rồi mà tôi. Đứng à, sắp đứng à. Đó, giỏi lắm ta. Ngoại nhìn như vậy. Ngoại. Ngoại ơi, ngoại. Ngoại. Ê, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi.
Vậy nó cắt rồi mà sao chưa có cái nào cắt không vậy? Ê chú. Đứng, đứng. Đứng rồi em. Em đứng rồi em. Em đứng rồi em tập đi em. Đứng rồi. Này. Em biết tập đi chưa? À. Em biết đi chưa? Chưa. Nó biết đi rồi. Nó biết đi nè bé. Ăn không? Ừ. À. Bé ạ đi. À. À. Giỏi. Bò bò lắp đụng đụng như cái mỏ nó đi. Đứng lên. Này gà, gà tây với bò. Này là gà, gà tây nè. Ừ. Gà bò. Cái này cho con rồi ăn tốt lắm. Ăn hem. Hem nó thật sự dịch ra tiếng Việt là chả lụa luôn á. Ừ. Chả lụa Mỹ á. Ở Việt Nam bị là xong khói. Phải không? Cái này đâu xong khói đâu. Nghe mùi khói hả? Không, bữa nay đứng vững lắm. Bữa nay đứng vững hơn một bữa. Ê, trời ơi. Trời ơi, giỏi vậy ta. Trời ơi, đứng lâu nè. Bữa nay đứng lâu lắm rồi ba. Wow, đứng lâu quá đã già. Giỏi quá vậy ta. Nó giống bà nè. Đúng rồi, giỏi thì giống ba, hư giống mẹ. Ừ. Ông nào cũng vậy á, tôi đi ông nào cũng vậy hết trơn á. Ừ, hư giống mẹ, mà giỏi giống bà. Cười với ba nó hả? Không có ai gì đó. Bà nói no là no. No. Đó. No. Hay hai cho con cá lộn. No. Nó lấy cái đồ, cái súng, cái đạn của anh nó, cái nó ngậm, cái nó đứt. Đứt cái đầu cái xong cái nó ngậm. Đem cất đi cái nó cự bà nó ý là nó đòi lấy trả lại cho nó. Ừ. Sao rồi? Bị ba lấy mất tiêu rồi hả? Bé ơi. Bị ba lấy đồ chơi rồi hả? Quê sệ liêu liêu. À liêu liêu. Liêu liêu. Bạn ơi, bạn quê quá bạn ơi. Chơi cái gì cũng không được cho. Trời nó quê nó làm ăn. Trời gì đó hả? Ôi trời ơi, quê quá làm gì luôn hả? Anh hai con đi ngồi ngâm thơ nữa rồi. Ừ. Ba. Hì. Ha, cười xã giao xong rồi lại nó phá thằng tài ha. Ca ca gì mà ca ca. Hì. Phá ông thằng tài giết rồi giờ đồ của ông thằng tài lên trên hết trơn rồi, không có cái nào ở dưới hết trơn á. Bé. Bé không? Bé. Phá thằng tài. Đồ ông thằng tài giờ bưng để trên nóc nhà hết trơn rồi. Nó còn ở nhà ông thằng tài nữa đâu. Thì đó, khi nào mà nói nó biết nghe thì quả mai ông thằng tài mới yên thân yên phận với nó thôi, chứ giờ ông thằng tài cúng đồ ăn á, hay là để xuống chưa kịp cúng nữa là nó trứng trước rồi. Thank you.
Ba. No. No. Nói nó trả lời mày thấy không? Hey. Em bé. Hôm qua là nó bưng ông thần tài ra luôn cho mày biết. Kia em kìa vậy đó, nó bưng ông thần tài ra luôn á. Ừ, nói nó quay qua đây giờ mày. Nó bưng ông ra ngoài luôn, hai ông, nó bưng hai ông ra ngoài luôn. Ờ. Nó bưng ổng hai ổng ra ngoài luôn, có con sợ nó à, rồi cái nó ngồi nó đựng ổng một lát cái nó nện ổng, nó nện cái bum nghe, nó nện cái bum hết hồn cái vía đem cất ông lên liền. Chứ không thôi hôm qua ông thằng tài tét đít rồi. Ừ. Nghe nó nện cái bum cái hết hồn đem ổng đem giấu liền kìa, giờ ngồi đựng ổng kìa. Kìa rồi nó bưng ra kìa. À, để tôi quay tôi làm bằng chứng nè. Làm bằng chứng nè, khỏi chối cãi nè đó. Đó làm bằng chứng nè đó. Ê đừng có trả lời nha, đừng có trả lời, trả treo nha nha, nói nó trả treo đó. Giờ xin phép ông thằng tài đi. Ê. Trời ơi là trời, mới tắm xong xuống ăn á, lên nước nữa rồi. Mẹ nói con á, con đừng có phủi, không có phủi gì hết trơn á. Cái gì? Hả? Nó phủi, lấy tay phủi. Nè, bé. Bé không? Mẹ nói con á, ở đó mày con trả lời bảo bà gì? Quậy gì đó? Bé quậy gì đó? Ba. No. Không có ba nào ở đây chân á. Không ba con gì bên đây chân á. Ừ, phá là quýnh. Chứ đừng có nói ba con gì chân á. Không có ai binh được đâu. Không có cha con gì với nhiều người hết trơn á. Trời ơi. Chết tha. Trời ơi, sợ ơi, yêu quá yêu. No miệng. Không cho miệng không. À, tóc vô miệng rồi đó chưa. Còn nó liếc. No miệng. No. Không cho miệng. Đó. Trời ơi, chết chết. Quá sợ rồi. 9 giờ rồi đó, đi ngủ đi. Bé, đi ngủ đi, 9 giờ rồi. Lên nước luôn, mặc bộ đồ chưa được 2 tiếng đồng hồ nữa, lên nước rồi nè. Rồi, úp vào ngoài xuống rồi. Tới vào ngoài mày nữa rồi. Rồi, xong. Nghe không? Nghe trả lời không? Nô miệng nghe không? Bỏ vô miệng hoài. Đây, khi mẹ cô ấy ngồi làm việc thì cô ấy đứng như này nè cô chú. Gì? Con lấy cái máy của mẹ hả? Đâu có chuyện đó. Trời ơi, làm giả kìa. Cái gì? Rồi lấy điện thoại đó. Đi tập đi. Let's go. Go đi. Go.
ngủ rồi, buồn ngủ rồi. Ai biểu không chịu ngủ cho nên mẹ cho chơi luôn, cho chơi thằng nào mùi mới cho ngủ. Thì nào mùi thì là mùi cái tôi bắt đi ngủ. Chứ nãy giờ bắt đi ngủ mà không chịu ngủ. Ừ. Mày dí biết mày hả? Mày không nói tôi kêu có à? Này có mẹ cài nói cho mẹ đó. Lên bàn, ló đầu ra cửa sổ, giả bộ hắng giọng kêu. Cài tóc cho mẹ đi. Làm cho cài tóc mẹ đi. Ok, cài tóc đi mẹ nè. Tao nói. No, cài tóc cho mẹ đi. Nè, té bây giờ. Đâu? Cái cài của mẹ đâu? Cái này của mẹ cài đâu? Ở đây phải không? Nè, ở đây phải không? Đúng không? Đó. Ấy da. Mẹ lấy ra cho. Nè. Rồi gắn đâu? Nổ, nhảy ra. Nổ, không có mở miệng. Nô miệng. Sao? Cái gì? Nô miệng, nô, hết. Nhảy ra. Nô. Cài lên đây cho mẹ nè, cái này cài lên đây nè. Đúng rồi, cài lên đó cho mẹ đi. Ừ, cài lên. Dính chưa? Đâu mất rồi? Rồi. Cài mất rồi. Đâu? Cái cài đâu? Nè. Nè cái cài nè, nè cái cài nè, nè. Cái cài nè, nè. Xí. Ok. Nô miệng, nổ. Nô. Nô miệng. Nổ, không có chớp mắt. Nổ. Nè. Ừ. Chả mẹ đi. Chả. Đúng rồi, chả. Giỏi, chả. Thank you. Nè. Cho con nè. Cài lên cho mẹ đi. Cài lên đây nè. Cài lên đây. Cài lên đây cho mẹ cài. Ừ. Nổ. Bless you. Excuse me, nephew. Đâu rồi? Mất tiêu rồi. Rồi, đâu mất tiêu rồi? Rồi, mất tiêu luôn rồi. Cái kẹp tóc đâu mất rồi? Rớt mất rồi. Đâu? À. Đâu? Bà. Không thấy. Bé để đâu? Bé làm rớt đâu rồi? Mất rồi. Mất rồi. Tiêu hết thấy luôn. Sao mất rồi? Đâu rồi? Đâu? Đâu rồi? Đi kiếm. Đâu rồi? Ai làm mất tiêu rồi? Trả lại cho mẹ nè. Kẹp bên đây. Trả lại kẹp bên đây. Đâu? Thích kẹp đâu? Ngủ rồi. Thôi đi ngủ.
mẹ ba cô chú đi, ba cô chú đi ngủ, ba cô chú bye, con bye đi, bye nè, bye 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 đi nè, cười gì cười nè, bye nè, bye ra qua nè, bye ba cô chú, bye bye. Rồi buồn ngủ xong rồi, rồi bú, em cho bú đã, giờ đi xuống dưới đó ngồi nhúng nhúng, cô chú coi chịu nổi không, nhúng nhúng rồi nói chuyện ca ca cư cư cư. Đi đâu đó? Tới giờ ngủ cho mẹ nè, lại ngủ nè. Nghe không? Em mẹ nói không? Kiếm đường đi, phá. Đóng cửa lên rồi. Làm gì đi được nữa? Hồi nãy nó lấy cái cửa đó, nó mở tới mở luôn, mở tới mở luôn hoài luôn.